Hello, xin chào mọi người nhá. Clip tiếp theo mình sẽ làm về combo của cầu may mắn luôn. Đó là khẩu FR-F2 Freezing và khẩu PMR-30. Cái này trong cùng một loại của cầu may mắn nhưng mà nó rất là đặc biệt. Ai cái khẩu súng bắn ngắm này nó delay mắc bá. Khẩu súng lục là quá nhiều đạn. Phải trưởng đang giới thiệu súng dùng luôn. Nào đi đâu, Sudoku. Đấy, nhường con tơ đấy, mình đi tìm hàng khác. Mình là tốt với đồng đội lắm. Mày rũi hơi sát nhỉ. Ấn nút G mắc chạy nhanh rồi mà nó vẫn lã xuống được. Ôi giời ơi, tỉnh lắm. Bọn nó không có cái chiều kéo nó đứng sát ở ngoài cho mình cào đâu. Mày tham này vỡ mồm chưa? Bất ngờ chưa bạn? Bọn này nữa, tham lắm cơ. Vâng, xin đừng săn em liên tục hiện lên bảng đêm số bằng những cái bồ cào chuyên dụng của mình. Bọn này thổ dạn nhỉ, hơi đông đấy, hơi đông và hung hãn đấy. Mày chết rồi, ôi chết thì vẫn giết được một thằng. Mình là kẻ hủy diệt là châu bò máu mà, nó thể hiện được cái thế hệ đánh bom cảm tử rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ui giời ơi, sao các thanh niên đứng hóng kém thế nhỉ. Bốn năm thằng đứng dưới hóng, thằng này nhảy xuống vẫn chạy được. Đảo thật. Mình riêng mình đứng hóng ở dưới, thằng nào nhảy xuống là mình đứng ở dưới sẵn sàng là cầm cái bộ cào thông từ dưới thông lên rồi. Khẩu FR-F2 này là hàng vĩnh viễn các bạn nhé. Trước có một bài viết về hàng vĩnh viễn và hàng ngày nó khác nhau ấy. Về cái delay và uy lực thì phải. Mình cũng nhớ không rõ nữa. Thì cái combo của cầu may mắn này là toàn hàng khủng thôi. Delay nhanh nhất vịnh Bắc Bộ với cả là cái khẩu lục quá là bá nhà bá đạo. Nhiều đạn, có đông cháu trai hết. Úi giời ơi, lo gạt cần đếm số này một phát là đạn sẵn sàng bay ra luôn. Tham ăn kìa. Thì đang có nó như khẩu M200E AVKM thôi. Bắn người mới khỏe được. Vậy ấy vào đầu một kill. Delay phê loi. Mày không trúng được. Quảng làm phát ăn may nhưng mà đời nó không có bụi. Ôi dồi, chạy đi đâu mà canh đã đón đầu em thế này rồi. Nào thằng đứng ngắn ở giữa sân này. Này, không thể nào thèm ra cào. Mình đến đây cho lại. Đứng giữa sân là Quảng là bọn này nó vồ cho phát nó mất giáp mà chết ngay. Dì ngon, bất cả em là phát headshot. Bạn ta Z thì kêu bạn lắm cơ. Quảng ăn được đứa là vui lắm. Khẩu này delay kiểu gạt tâm của nó, mình bắn không quen. Nó nhanh quá. Nên là bây giờ mình hay ấn phím lục để chuyển súng rồi, quen rồi. Mày ăn tao này, đâu nhầm nháy đâu. Là hổ báo luôn. Chạy ra kia thì thôi, mình tha cho bạn đấy. Người tốt mà. Người tốt mà. Thằng nào đây đây. Úi giời ơi, thanh niên này hơi tham ăn. Nào sao đây. Thằng sợi mày vào đây. Mạnh. Vãi trưởng. Sao ấy nhỉ, bọn này tham ăn vậy. Con nhấm nháy của mình rỉa mãi. Bọn này không tha, bọn khốn nạn. Mình thỏa là phát cận chiến cho phần. Anh rỉa rồi. Anh hơi hổ báo đấy, anh ăn cái giáp em chưa lo sao mà định sơi luôn cái mạng này nữa. Con nào đuổi không? Bây giờ sợ chạy ngay. Nhìn có bom hãi ngay. Cô láo. Nào vào đây, vào đây. Con nào vừa đuổi. Giời ơi, bảo hết đây, bọn này quái lon sôi sạch. Này thì đứng sau hút máu này. Ngon, 6 kill. Không có con nữa cho mình làm phát multi nhỉ. Multi là bú tí ấy. Khám thật. Mình hôm nay chơi nhân vật Trang Sung. Một anh ở 2pm 2pm. Hay còn gọi là nhóm 2 giờ chiều. Con này thằng này. Đây nhưng mà làm gọi con là xúc phạm giới tính. Không lên. Cái bao tay nhìn hơi bẩn bẩn. Ui dồi ôi. Thôi bạn ơi, khẩu này là khẩu ngắm bựa. Sẽ đổi 3Z thế. Này đấy bắn xa được 200 tiết thôi. Nhà nghèo yếu đuối lắm. Ôi sao lại láng vào đấy nhỉ. Hơi vì rượu. Mày ăn đi 200. Con này nữa. Rồi đục này nó bắn thì con tơ mày là con đấy nó chết trước ấy. Chứ để nguyên cái băng đạn lục vào mồm thì cũng tối kêu.
mà ngoài này cho nó cứ ăn mình này lên cào bọn trên kia đi, cứ cào đi cái thằng K-pop làm gì, mời mãi mới thỉnh nó về Việt Nam bắn đột kích, ông săn nó quá. Thôi thỉnh thoảng cắt văn hỏi ơi anh Tư cắt mặn luôn, thỉnh thoảng cắt con zoom nhưng mà không được rồi. Ok thằng này như thằng ngáo ấy, zoom lao ra để chết à, hơi vì rượu. Mày ăn đi, đuổi delay nhanh vãi trưởng. Ôi trời ơi, mình đã phiêu. Bắn khẩu này ai không quen là tinh thần đảo lộn ngay. Choáng, theo kiểu là nó delay nhanh quá choáng. Ôi giời máy quá. Con Terminator to nó không nhìn thấy. Con này chắc bị viễn thị gần quá nó không nhìn được, chỉ nhìn xa thôi. Con này thì cái khẩu này nó chỉ zoom được một lần thôi, không zoom được hai lần theo kiểu bắn xa. Kiểu như khẩu giờ 93T2 ấy, nó không zoom được hai lần nhưng mà nó lại có những cái ưu điểm. Úi giời, vãi trưởng từ tham thế. Ôi sao lại mít vậy, bao đấy, con nào đuổi không, sẽ bay xác luôn. Đùa nhảy những cái pha mít ngu người, may mà không chết ấy. Mày lên đây, lên đây vai trưởng nó nhấp nháy rồi có thấy đạp. Trời ơi công sức của mình đổ sông đổ bể chán ra hệ. Thì mọi người xem clip này, nếu thấy quảng cáo thì click vào một chút cho mình nhá, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói chung là các bạn click thì mình cũng được thêm một chút tiền thôi, rất là ít thôi. Các bạn click nhiều thì nó sẽ được tăng lên, nói chung là một số để mình trang trải cuộc sống thôi. À chiến thôi, zoom đâu? Thằng nào nằm? Thanh niên ngáo đá. Thấy Terminator hổ báo xuống ăn. Thằng này tầng tư là nó có bảo kê đấy. Định mệnh đứng rỉa con mắc tiến hóa ở cái chỗ này là nguy hiểm lắm. Tính toán được 100-200 máu đấy, giờ nó chết. Báo Z thì còn tính toán ra cắn trộm một phát được kill. Mấy phát là nó cũng chết thôi. Ui ôi, chạy nhanh, ôi giời ơi. Ui giời ơi, mày quá, liền hồi sinh nó đứng đơ một thời gian, chắc là chết lâm sàng. Mày lên đây. Nào, ăn lục này. Lục này nó bắn êm lòi. Thay đạn cũng nhanh nữa, khẩu này rất ít bạn biết đến. Nói chung là của nó cũng theo mình nó cũng hơi khó quay. Cái khẩu PMR-30 camo thì trước mình quay 6 quả ra. Khiếp hồn. Nhưng toàn zoom non nào ra đây rát gì, zoom non nó đuổi khẩu lục này thì coi thôi, coi như bạn buông thả cuộc sống cho lành, chạy làm gì cho mỏi chân. Lâu lâu có zoom ấy nhỉ, địa bàn của bọn này à. Úi giời ơi, đó mà kill 2 headshot. Anh em nào mua táo mình bán skill nhá. Đang thể hiện cái trình độ parkour gà vịt của mình. Con này vẫn không đuổi đâu, còn lâu mới đuổi được. Tính toán cầm lục mình rỉa rơi ngay. Mày đứng đây hóng này. Toàn thanh niên manh động. Ui dồi, nhấp nháy này. Ui thông át luôn. Thông át con này không chết. Mông con này hơi dày. Sang đây đi. Rồi chạy cho lành. Vãi vẫn mất giáp được. Thanh niên canh me có đẳng cấp. Mày ra đây. Ui dồi, chặn đường kìa. Khiếp không? Ôi, mày quá. Mất giáp rồi, bây giờ cào nhẹ phát tôi là mình cũng lây nhiễm rồi. Ý, hết thời gian rồi các bạn ơi. Ăn, cố ăn kiểu. À, hello đấy chứ, hết thời gian. Các bạn đuổi có mệt không? Vâng, tour du lịch chạy vòng quanh Hoàng Lăng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm chúc quý khách thơ lộ bình an. Nhưng mà các bạn rất hung hãn, nhưng mà mình rất tiếc. Mình là thuộc thể loại cáo trồn rồi. Anh em thông cảm nhá. Hôm nay lại có anh Trang Sung anh ấy hỗ trợ này nữa thì xoắn cái gì. Rồi. Ôi, vãi rơi. Hơi vì rượu. Ừ này, mày chết này. Đất chật người đông, một mình đứng trên đấy rồi còn nên làm yếm chứ. Ôi y tá à, hay đấy. Mày chạy đâu, chết cả lũ kìa. Y tá lên là nó cân cả bản đồ rồi.
Mát nhờ Mát đứng thủ dâm thì y tá mà đứng thủ dâm thì Mát này nó quá là bá đạo. Chỗ nào nó cũng nhảy được. Chém gió mình hơi chủ quan cái đấy. Hơi chủ quan cái đấy. Cuối cùng vẫn phải diễn nó thôi. Để nó chạy là hơi nhục. Mình bắn chức năng đặc biệt này mình hầu như là what the hell. Cái gì đây? Sao lại có cái cánh tay? Con này bắn lên được nhỉ? Không lên. Vãi trưởng nó làm hero chứ. Nào nào mày biến à? Mày biến này. Mày biến này. Nào nào solo. Đấy phải chết chưa? Cái giáo thằng bung đấy. Mình rất ghét bung. Nhiều lúc là bung chục con giống bài đứng ngoài sau bất lực luôn. Mình để không tập cao những đứa bung ấy nên là mình bất lực thôi. Nhiều lúc thì nó lò cái tay ra thì mình canh mình chém được. Bung thì như giờ là các bạn đâu nó rồi. Đúng rồi, chính nó đấy. Bị khóa 30 ngày vậy. Mình không nhớ rõ đấy. Mày ra đây. Ồ, cái gì đấy? Ui giời ơi, chị tá. Vâng, chị quá đẹp dài. À, chị rất xinh gái, em xin lỗi. Chị đừng săn em nữa. Em mất giác rồi chị ơi. Ui giời. Cái định mệnh nữa, mình bắn khẩu ngắm này gặp con y tá này thôi vỡ mồm. Úi giời ơi, cái bóng kìa. Không biết là nó tàng hình, nó có cái áo nó có mất hình nhỉ, lộ da lộ thịt nữa. Khắm lọ, bọn y tá một tia chớp. Bọn khốn nạn này. Úi giời ơi, may quá chưa chết. Lên cả bọn thủ dâm kia kìa, để cái thằng yếu đuối làm cái gì cũng biết nữa nhỉ. Ăn choáng đi. Mình cũng chết rồi. Một y tá, một hủy diệt tiến hóa, một Terminator, toàn anh tay to mặt lớn thôi. Có lẽ là mình xa thắng chát sung sang đây biểu diễn là chưa xin giấy phép. Bị con này nó đuổi ghê quá. Được 123 kill. Một con số quá đẹp đi. Thôi, cái con để mình nó tiến hóa mà nó cũng sơi mất. Một VF12 nào nhanh nào. Sơi đó. Cho nó ăn kill ít thôi. Úi giời ơi, xác y tá làm chết cha mày chưa, ăn giáp tao. Ôi, cũng xin chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Tạm biệt mọi người.